Chú ý này, khi chúng ta dậy rồi, chúng ta không được vội cầm này mà dễ bị phụt khí bốt vào phụt khí ra đúng không? Thì chúng ta hết sức bình tĩnh, chúng ta đưa cái 5-4 ngón tay này, chúng ta giữ cái tay sách ở dưới giữ chặt, bởi vì chúng ta đưa này thì chúng ta sẽ rất hay là vô tình chưa đưa vào cái vòi phun vào đám cháy thì khí bột chưa cháy nó đã phụt ra mất rồi, khí mất nhá, thì chúng ta đưa vào đúng không?